chị Huyền mà xem được video này là em đã chi gần một củ để mua heo sấy châu sấy ở nhà chị mà đến tay em cũng nhanh lắm cơ đặt một ngày thì hai ngày sau có đầu tiên là em thấy là đóng gói rất cẩn thận shop này là tôi thấy hơi bị lạ bình thường là tôi hay mua điện máy mới có thẻ bảo hành giờ có cả thẻ bảo hành cả đồ ăn nữa mỗi gói định lượng là 500 trăm đi kèm với nước chấm chéo cẩn thận hơn tôi lại mua thêm một hộp nước chấm chấm chéo riêng cái này là tôi thấy shop uy tín này có kèm cả táo đỏ tân cương sai vip đại bự khi mua heo sấy châu sấy và đây là lần đầu tiên tôi ăn muối chấm chấm chéo bóc ra tôi thấy vị lạ và thơm lắm luôn đặc sản của vùng tây bắc cho những ai chưa ăn và nên thử mỗi gói thì tôi đều thấy hút chân không rất là chỉnh chu đầu tiên tôi bóc gói thì ra đã gửi thấy mùi thơm của thịt cùng mùi thơm của mắc kén miếng nào miếng đấy cũng đều là tảng to không có bị vụn nhìn thôi mà đã muốn ăn rồi phân biệt cho anh em thì thịt trâu nó sẽ đen và đậm hơn còn thịt heo sẽ là màu vàng nâu mà thôi cũng không cần phải nhìn đâu ăn vào cũng biết cách bảo quản và sử dụng đều rất là đầy đủ nguyên liệu chính là thịt tươi rất đảm bảo cho anh em nghe nói thịt heo thịt trâu nhà chị mềm lắm không bị cứng đâu được rồi để tôi kiểm chứng xem có đúng không tôi sẽ nói công tâm nhất để cho anh em được biết cảm thấy là thịt mềm thớ thịt dễ xé và không phải bỏ ra quá nhiều lực để xé tôi có hơn hai phút thôi mà tôi đã làm được hai đĩa rồi có một điểm mà mình rất thích nhà chị Huyền làm thịt heo trâu sấy đó là tẩm ướp rất ít tôi thấy vừa vị không mặn mà thịt lại mềm ăn không thì chưa có tới nhưng phải chấm cùng với cả chấm chéo nhà chị Huyền làm thì nó mới ngon tôi năm nay gần 30 tuổi rồi lần đầu được trải nghiệm ăn sốt chấm chấm chéo nó quanh quánh như thế này ăn cái sốt này nó hay hay ngọt thanh và đậm đà hương vị mắc hèn tây bắc ngồi ăn vui vui nói chuyện mà cũng hết nhanh lắm đấy phải ngồi ăn hai loại thịt cùng một lúc thì mới biết nó khác nhau ở điểm gì thịt heo sẽ ăn mềm hơn thịt trâu một tí nhưng để đánh giá theo cá nhân mình thì tôi thấy thịt trâu sẽ ăn ngon và ngọt hơn tôi thử nhai lâu hơn một tí cảm nhận được vị thịt rõ và ngon hơn món táo đỏ tân cương sai vít đại bự của nhà chị Huyền mình thấy chuẩn nha nó phải to gấp ba gấp bốn lần những chỗ khác mình đã từng mua một túi mình thấy đầy đặn bốc ra mùi thơm của táo đỏ bóc qua thì thấy quả dày mình hạt nhỏ ăn thì bùi bùi ngọt thơm nghe bảo món này ăn không hoặc nấu chè rất tốt cho sức khỏe mình thấy ở đây đồ ăn ngon hơi đắt nhưng mà đắt sắt ra miếng về hương vị thì chuẩn khỏi bàn không có gì để chê anh em nào mà chưa ăn thử món đặc sản ở tây bắc ấy thì mua ở nhà chị huyền ở trên tiktok shop ở phía bên tay trái màn hình